Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Hiền ở khu 6 Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Vâng, qua kênh YouTube anh có đặt bên em một chiếc lọc Pioneer mã sản phẩm là EQ1802. Và bên em cũng đang test kiểm tra chất lượng trước khi là đóng để gửi hàng cho anh. Vâng, với chiếc lọc Pioneer gồm 2 kênh và mỗi kênh có 20 cần tinh chỉnh. Vâng, tổng là 40 cần tinh chỉnh từng chi tiết, từng giải bát chung chét. Vâng, cũng xin được giới thiệu với anh là đây là công tắc quần, tắc bật. Ngoài ra thì có 4 cổng tín hiệu đường vào, tín hiệu mặc định là DVD các bạn anh nhé. Vâng, anh cứ cắm DVD thì anh cứ bật lên là tự động nó sẽ kết nối với cổng DVD. Còn ngoài ra thì có cổng tab này, tuner này, aux này, thì các bác cắm nút nào thì các bác chọn tín hiệu nút đó. Ở đây thì em đang cắm DVD. Vâng, có chức năng bát check này. Vâng, và đây là chế độ EQ và tắt chế độ EQ. Và đây là em đang chạy ở chế độ EQ. Em tắt EQ. Vâng, sau khi mà tắt cái chế độ EQ, tức là nhà tín hiệu nhạc chỉ đi qua chiếc EQ này mà không xử lý tín hiệu nhạc. Vâng, và bây giờ em sẽ bật chế độ chạy. Vâng, sau khi bật lên thì nghe các cái giải bass chung chét rất là rõ ràng, tách bạch. Rất chi là dễ chỉnh và anh có thể tự chỉnh theo sở thích. Anh nhiều check thì anh nâng cái giải check lên, và anh thích giải bass nó tăng mạnh thì anh tăng cái giải bass lên. Anh rất là uy lực. Vâng, và sản phẩm này thì bên em bảo hành 1 năm anh nhá. Sau khi em test xong thì bên em có sẽ dán tem bảo hành. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên Nghĩa Thơm Audio. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.